Hello mọi người, kỹ sư hẻm đã quay trở lại với tiết mục là độ xe. Đây là một con Suzuki Acelo của một bạn ở dưới miền Tây, muốn gắn cục máy Daytona cho chiếc xe của mình, giống như là những cái chiếc xe trước đây mà kỹ sư hẻm đã gắn máy Daytona 190, 4 van và 5 số. Thì con xe này thì nói chung là chủ xe thì về cái điều kiện kinh tế thì nói chung là cũng vừa phải chứ không phải là quá nhiều, nên mình quyết định là một cái option mà nó khá ư là tiết kiệm nhất. Thì đầu tiên là không thể thiếu đó chính là một cục máy Daytona 5 số. Rồi một cục máy Daytona 5 số đã được mình làm lại cái bát sườn để mà có thể gắn được hoàn hảo vào trên xe như là cục máy như zin. Thì đây là cái sau khi mình vừa mới lắp ráp lên, mình chỉ mới đang vận hành thử thôi chứ chưa phải là phiên bản để giao xe cho khách, tại vì còn rất là nhiều chi tiết là mình phải xử lý, như là mình sơn lại mấy cái phần cần số, tại vì những cái này mình phải xử lý lại làm modify theo cái xe của nó. Rồi phía đằng sau và trước thì mình đã vô một cặp bánh căm theo ý chủ xe, thì chủ xe muốn là có hai bộ bánh, một bộ bánh zin là bánh mâm để dành cho đi chơi xa hay gì đó, còn một bánh là đi bánh mâm niền nhỏ bánh căm á, để mà đi chơi kiển cho nó ngầu. Rồi phía trước thì sau khi mà đã vô cái cục máy mạnh như vậy thì không thể nào thiếu được một cái bộ phuộc của LSM gắn cho con Acelo này. Thì con Acelo này zin bản thân của nó cũng đã là côn tay rồi ha, thì khi mình gắn lên thì cái nói chung là cơ cấu hoạt động cũng như zin, chỉ có cái là đồ mình úp vào thôi. Rồi lên một con heo Brembo 2 bit, rồi dây dầu và vẫn đi lại cụm thắng zin. Rồi nói chung là chỉ có vô cổ bô titan, bô zin móc lại. Rồi xong một cái bình sụp cô. Rồi chỉ thế thôi. Nói chung là xe này vô cũng khá là nhẹ nhàng. Nói chung là về độ kiển thì nó cũng nhẹ nhàng. Nói chung là nó chỉ có cái dữ dằn nhất, đó chính là cái cục máy thôi. Và ngoài ra thì chúng ta có thể nhìn thấy là đồng hồ cũng đã được thay đồng hồ điện tử của ZX10R. Cái mẫu nhái của ZX10, nhưng mà xài rất là ok, nhìn rất là ngon lành, rất là hoàn hảo, phù hợp với lại cái phần đầu này luôn ha. Cái phu hướng đầu này nó cũng vậy, thì cái này nó cũng vậy luôn. Rồi ngoài ra thì thêm mấy cái linh tinh thôi, chứ nói chung là xe này về đồ kiển thì nó không có nhiều, chỉ có con heo trước, rồi dây dầu, rồi đĩa mâm thôi. Chứ còn đồ độ thì chỉ có về nội công hay là mới là dữ dằn là gồm cục máy thôi. Bây giờ mình sẽ không lòng vòng nữa, mình sẽ nổ máy lên cho mọi người xem ha, xem cục máy này nó như thế nào ha. Tiến lại gần để mà xem nghe tiếng máy ha. Nói chung là đi cổ lớn xong bô móc nghe rất là lực. Nghe tiếng rất là ấm. Rồi bây giờ mình sẽ chạy thử cho mọi người xem ha. Chỉ mới ẹn ẹn nhẹ nhẹ thôi mà đề ba nó đã xoáy bánh rồi. Nói chung là cái dòng này là dòng bánh nhỏ, với lại sân ở đây sân xi măng nên nó sẽ hơi bị trơn, nó không có bám đường. Ngon lành. Đó thì nó chỉ linh tinh vậy thôi, chủ yếu là cục máy là mạnh lanh. Rồi ok, cảm ơn mọi người ha, hẹn mọi người ở video clip sau. Đây là con Acelo đầu tiên ở Việt Nam và có thể là cũng trên toàn thế giới mà lên cục máy Daytona 190 này. Không có gì là khó nếu bạn có đủ tiền. Rồi chào mọi người, chị sẽ